Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin về công nghệ mới nhất nhé. Và thông tin đầu tiên liên quan đến Apple, hiện tại là Apple iPhone SE 3 thì đã có những cái thông tin liên quan đến việc thử nghiệm rồi. Và cái điện thoại của chúng ta sẽ có kết nối 5G nha các bạn. Tuy nhiên thì với iPhone SE 3 thì chúng ta sẽ giữ lại nguyên cái thiết kế giống như iPhone 7, iPhone 8 vậy đó. Và chúng ta sẽ có cái phần mặt lưng kính. Tuy nhiên thì cái phần cảm biến vân tay vẫn ở phía mặt trước và gọi là phím home đó các bạn. Tuy nhiên thì đối với cái thiết kế như này thì mình cảm công nhận rằng là Apple hiện tại đang hút máu người dùng thực sự rất là nhiều rồi. Cái con máy thì chúng ta cũng chỉ là một cái màn hình HD Plus thôi, mà thậm chí là còn màn hình tỷ lệ cũ nữa, tức là 16:9, mà chúng ta lại có hàng loạt những cái con chip. Họ chỉ việc nhét con chip mới vào thôi. Tuy nhiên thì họ lại lấy cho chúng ta một cái mức giá khá là cao. Thậm chí ở một số các trang báo ở đây hiện tại họ đã dự đoán trước là khoảng tầm 300 đô nha các bạn. Và những cái mức giá như này thì Apple họ sẽ cạnh tranh với những cái hãng Android khác. Họ sẽ nhét con chip rất là mạnh vào để cho những hãng Android khác họ sẽ không thể nào mà cạnh tranh được. Tuy nhiên thì với cái phần màn hình cũng như là camera thì cái con SE 3 này mình cảm thấy được rằng là nó đã cũ lắm rồi. Cái thiết kế này thì đã khoảng là từ 4 đến 5 năm trước rồi. Tuy nhiên thì Apple họ luôn mang lại một cái giá trị gì đó lâu bền cho bản thân. Như vậy thì những người nào mà đang dùng iPhone 8, iPhone 7 khi mà họ nhìn thấy con SE 3 này thì họ cũng không bị chạnh lòng đi và cảm thấy được rằng là cái con iPhone của mình cũng không bị lỗi thời quá nhiều. Như vậy thì cái giá bán của iPhone ấy lúc nào nó cũng sẽ giữ nguyên. Và như các bạn có thể thấy được rằng là hiện tại nhá, gần đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng là iPhone 13 thì có xu hướng giảm giá. Tuy nhiên thì với những cái dòng iPhone cũ như iPhone 11 Pro hoặc iPhone 11 Pro Max thì cái mức giá của nó thậm chí nó không giảm nữa cơ, mà có nhiều nơi nó còn tăng giá bán lên. Sau một năm mà chúng ta bán máy đi mà chúng ta lại có lời. Cái điều này thì không thể nào mà nhận thấy được rằng ở bất kỳ một hãng Android nào khác, chỉ có thể thấy được rằng ở Apple mà thôi. Khi mà mua máy Apple ấy thì nhiều khi các bạn hay nói với mình rằng là những người mua Apple với những người mà họ nghèo. Tại vì sao? Tại vì khi mà mua Apple ấy, iPhone khi mà họ mua ra một năm rồi, sau khi đó hàng loạt những cái mẫu Android khác ra mắt thì họ có thể hoàn toàn bán cái chiếc máy iPhone của mình đi và lấy cái số tiền đó mua những cái mẫu máy Android mới nhất mà không sợ bị lỗ, và cũng như là họ còn có thêm tiền nữa. Mình cũng phải công nhận cái điều này, tại vì gần đây thì các bạn có thể thấy được rằng là iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max hiện tại cái mức giá bán của nó vẫn đang loanh quanh khoảng tầm 17 đến 18 triệu, một cái mức giá rất là cao so với một cái mẫu máy mà đã ra mắt 2 năm tuổi rồi. Và chúng ta sẽ hàng loạt những cái thông số như sau, đó chính là bộ vi xử lý trên con SE 3 này sẽ là con chip Apple A15, một con chip cực kỳ là mạnh luôn nha các bạn. Và nếu mà đang gánh một cái mức cấu hình, một cái mức màn hình là OLED và cũng như là hơn Full HD một chút xíu trên iPhone 13 thì có thể là con chip này nó sẽ bị hơi nóng một chút xíu. Tuy nhiên thì khi mà sang cái con iPhone SE 3 này với bộ vi xử lý Apple A15 mà chỉ phải gánh cái màn hình là HD Plus thôi thì đảm bảo với các bạn rằng khi mà chơi game trên con máy này cực kỳ là mượt nhá. Cái con SE 3 này thì thậm chí là chúng ta còn có cả công nghệ 5G nữa. Như vậy thì khi mà các bạn, những người dùng của chúng ta, nếu mà mua con SE 3 này thì chúng ta cũng không quá lỗi thời về mặt công nghệ. Nhưng mà về cái phần màn hình cũng như là những cái phần thiết kế camera khác thì mình cảm nhận thấy được SE 3 hiện tại nó cũng đã hơi lỗi thời một chút xíu rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào những thông số ấy, những con số ấy thì lại nói là điều hoàn toàn ngược lại. Khi mà chúng ta có thể thấy được rằng là có nhiều nhà đầu tư họ đã dự đoán rằng là sẽ có khoảng 300 triệu người dùng mẫu iPhone khi mà họ chuyển sang từ Android sang cái con SE 3 như này. Như vậy thì Apple đang nhắm đến những cái thị trường ngách của chúng ta và có thể mọi người sau này hoàn toàn có thể tiếp cận được iPhone một cách dễ dàng hơn. Rồi, và thông tin tiếp theo nào liên quan đến Samsung, hiện tại thì Galaxy S21 FE 5G đã có những cái thông tin rò rỉ đầu tiên trên cái trang web Samsung chính thức của họ. Ở đây thì Samsung họ đã ra mắt một cái con S21 FE rồi, và như trước ấy, thì mình cũng có nói được rằng là do là cái con Z Flip và cái con Z Fold 3 hiện tại thì Samsung họ cũng chỉ dự tính là cái con máy đấy bán ở mức bình thường thôi và họ sẽ ra mắt cái con S21 FE này. Tuy nhiên thì với cái hai bộ đôi đó, hàng loạt các nước như Hàn Quốc hoặc là thậm chí là ở Việt Nam nữa, và cái mức bán của cái con máy đó nó cực kỳ là vượt mong đợi của Samsung. Như vậy thì họ cũng sẽ rời cái lịch S21 FE lại. Rồi, và sắp tới đây thì Samsung họ lại tung ra lại cái con S21 FE và chúng ta lại có những cái thông tin ví dụ như là những cái biến thể mới, ví dụ như là RAM 6GB bộ nhớ trong là 128GB hoặc là một cái phiên bản khác là RAM 8GB bộ nhớ trong 256GB và được niêm yết giá ở những cái thị trường ví dụ như là ở châu Âu ấy thì khoảng là 769 euro và cũng như là 839 euro tương ứng nhá, với những cái mức cấu hình mình vừa nêu và hàng loạt những cái thông số khác. Tuy nhiên thì đối với mình đánh giá thì xưa nay là cái dòng FE hoặc là cái dòng Lite ấy của Samsung thì nó cũng chỉ là một cái dòng ra mắt để nhắm đến những cái người dùng mà họ không có quá nhiều kinh phí thôi. Tuy nhiên thì đối với mình nhá, nếu mà mình không có quá nhiều kinh phí thì mình hoàn toàn có thể bỏ một cái số tiền đấy ra và mua những cái con flagship cũ
khi mà mình bỏ tiền ra mua những cái con máy cũ đến từ Samsung như vậy, mà flagship cũ từ năm ngoái, nhưng mà mình vẫn nhận được những cái thứ ví dụ như là cập nhật về bản cập nhật này, hoặc là cập nhật về những cái thứ liên quan đến sửa chữa hoặc bảo hành, thì chúng ta vẫn sẽ yên tâm hơn so với những cái máy mới như này. Nhưng mà cái mức tầm trung thôi nhá. Và cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng camera này, sử dụng hiệu năng này, khi mà các bạn sử dụng rồi và các bạn đã quen với cái những cái dòng flagship cũ rồi, thì các bạn hoàn toàn không thể nào mà sử dụng được những cái dòng tầm trung mà giống như S21 FE này đâu. Nên mà khi mà mình khuyên các bạn khi mà muốn sở hữu cho mình những cái dòng máy Samsung, thì hãy chọn, nên chọn những cái dòng flagship cũ nằm ngoài cũng được. Tuy nhiên thì đem lại cho mình cái trải nghiệm sử dụng nó ngon hơn rất là nhiều nhá. Rồi, và ngoài ra thì cái con S21 FE này thì hiện tại nó đang chạy là AMOLED Full HD 6.4 inch với tần số quét là đương nhiên rồi 120Hz, cũng như là vân tay thì sẽ là bên trong màn hình. Mình nghĩ là vân tay này sẽ là vân tay quang học thôi, chứ không phải vân tay siêu âm. Ngoài ra thì nó có camera trước là 32 chấm và có bộ đôi 3 camera phía sau là lần lượt là 12 chấm góc chính, 12 chấm góc siêu rộng, cũng như là 8 megapixel ở góc tele. Như vậy thì chúng ta sẽ có hàng loạt những cái thông số như này cũng tạm ổn. Và cái cấu hình của nó sẽ là chạy trên con chip là Snapdragon 888 hoặc là Exynos 2100 tùy vào từng thị trường. Và mình mong rằng là cái phiên bản chip Snapdragon 888 sẽ về đến thị trường Việt Nam, và chúng ta sẽ có những cái bạn trẻ nào mà mong muốn sử dụng cho mình một cái con máy Samsung mà hoàn toàn có thể chiến được game, thì chúng ta hãy nên chọn là con chip Snapdragon 888, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rồi, và trên đây là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái thông tin công nghệ mới nhất. Còn các bạn thấy sao? Các bạn thấy thông tin hay không? Thì đừng quên comment ở phần phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video sau.